Dạ. Dạ. Mời cha ngồi. Được. Mời anh Xuôi ngồi. Dạ. Hôm nay tôi tới đây đang thưa chuyện với chị Xuôi. Xin mấy chị nghĩ tình Xuôi gia mà bỏ qua lỗi lầm của con dâu. Nó được cưng chiều từ nhỏ, sẵn tính hồ đồ nên hành động nông nổi. Thôi thì mũi dạy lái chịu đòn. Mấy bà có trách thì trách tôi không biết dạy con. Tôi đưa cháu nó về đây đặng xin lỗi mọi người. Mong mấy bà niệm tình, cháu nó non người non dạ. Mong mấy bà bỏ qua chuyện này. Tôi hứa sẽ không để chuyện đáng tiếc này xảy ra nữa đâu. Từ xưa tới giờ, gia đình này chưa bao giờ xảy ra cái chuyện tai tiếng như vậy. Nhà này có phép tắc gia quy. Mới có ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã làm xáo trộn cả nhà như vậy. Thử hỏi nay mai thì tới đâu rồi còn xảy ra chuyện gì nữa chứ. Dạ, đúng là hôm qua nó làm chuyện tày trời. Nhưng tôi cũng dạy nó biết đạo lý. Con tôi nó cũng đã thấm thía rồi, nên hôm nay theo tôi qua đây dập đầu tạ lỗi. Từ rày cháu nó hứa sẽ vâng lời trên dưới. Con nhỏ đã biết lỗi, thôi thì mình là người lớn, mình cũng nên rộng lượng mà mình bỏ qua phải không chị hai?